Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong phần này mình xin nói về vấn đề thư viện của cái cảm biến lực. Về cảm biến lực khi sử dụng với Arduino thì trong phần 98 mình đã có giới thiệu về nó, và ở phần này mình cũng đã đưa ra cái mã code bao gồm cái thư viện và những cái mã code khác. Bây giờ thì từ cái mã code này chúng ta có thể là mở cái thư viện nó ra như cái cửa sổ bên đây. Thì trong cửa sổ này chúng ta chỉ cần là download về thôi. Từ đây chúng ta sẽ vào đây download zip. Download xong thì ta sẽ được một cái file ta lưu lại, nó là một cái file, nó là cái file HX711 master.zip. Thì chúng ta khi đó chúng ta sẽ giải nén nó ra, chúng ta được cái folder này, và chúng ta sẽ thêm thư viện vào trong Arduino. Thì vấn đề là thêm thư viện đó, đã có nhiều cái clip trước mình đã nói rồi, thì giờ chúng ta sẽ không đi về vấn đề mà cách thêm thư viện nữa, mà chúng ta sẽ đi về tìm hiểu xem trong cái thư viện này nó có những cái gì. Các bạn chú ý nha, khi mà chúng ta thêm thư viện đó, thì chúng ta phải chuyển cái dấu gạch ngang thành cái dấu shift gạch, nhấn phím shift và nhấn gạch ở dưới như thế này thì nó mới thêm được. Bây giờ chúng ta nói tiếp tới cái trong cái thư viện này. Phần này thì chúng ta phải đọc cái phần readme trong thư viện ha. Và khi mà đọc readme thì nó sẽ hỏi mình là đọc bằng cái chương trình gì. Ví dụ đọc bằng chương trình gì, thì ở đây tôi đã đọc bằng chương trình là Word Notepad. Ví dụ như đây chẳng hạn, chúng ta mở ra thì nó hỏi là mình là đọc bằng cái gì. Chúng ta có thể dùng là select a program from a list of installed programs, tức là chọn một cái phần mềm đã được cài đặt sẵn. Thì chúng ta có thể dùng là notepad, hoặc là có thể dùng là wordpad cũng được, cái nào cũng được không sao. Ví dụ như ở đây chúng ta dùng wordpad chẳng hạn, notepad cũng được không có vấn đề. Rồi chúng ta sẽ xem nó hiện ra. Thì trong thư viện này á, nó sẽ đề cập luôn là ví dụ như cái chương nào nói với chương nào, vân vân, nó đề cập rất là nhiều thứ. Thì chúng ta có thể tìm hiểu trong những cái thư viện này, chúng ta hiểu thêm về cái vấn đề gì về cái thư viện. Kế tiếp á, chúng ta sẽ quay lại. Ở đây nó còn một cái khác nữa là HXT711.h. HXT711.h thì cũng là một phần trong cái thư viện của nó. Nói chung vào đây thì chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn về cái thư viện của Arduino, cái thư viện của cảm biến lực cho Arduino. Bây giờ một cái phần quan trọng á, chúng ta phải tìm hiểu đó là phần readme. Đây là readme đây. Readme. Phần này á, tôi đã copy qua Word rồi để chúng ta dễ đọc. Chúng ta phải biết cái phần này. Thì tôi muốn nói sơ qua cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về bản chất của cái cảm biến load cell sử dụng với module HXT711. Thì ở đây tôi xin được mạn phép được dịch sơ qua để các bạn cùng nhau chúng ta cùng hiểu. Thì một đây là ở đây có nghĩa là một cái thư viện Arduino á, để mà giao tiếp thông với cái semiconductor, tức là chất bán cái semiconductor là bán dẫn á, HX711 24 bit từ analog sang digital, bộ chuyển đổi từ analog sang digital hay còn gọi tắt là ADC cho cái wave scale, tức là cho cái cảm biến lực của chúng ta. Chúng ta đi tiếp xuống dưới thì cái này có thể là nó là cái link để mà đưa ra cái hình ảnh của cái HXT711. Kế tiếp là cái này là cái đường để mà chúng ta đường download thư viện, download ở đây. Kế tiếp nữa thì ở đây là trong cái thư viện này nó có cái hàm tear nghĩa là bao bì các bạn. Có nghĩa là bao bì ha. Cái hàm này là dùng để reset cái tỷ lệ xuống 0, và nhiều cái tính toán
đã nhiều và nhiều cái việc thực hiện khác đã tính toán cái khối lượng của bao bì khi mà cái bộ chuyển đổi ADC được bắt đầu. Thì nói chung là nó nói về chức năng của cái hàm the này á, là dùng để sử dụng khi mà chúng ta cần đưa vào cái khối lượng bao bì ban đầu chẳng hạn, hoặc là bỏ qua khối lượng bao bì à, thì ta sử dụng hàm the này. Ví dụ như nếu mà hàm the này là nếu mà chỉ có như thế này không á, tức là chúng ta đã bỏ qua cái khối lượng bao bì rồi à. À, ví dụ như là ví dụ nè là đặt một cái khối cái container, tức là cái bể chứa, một cái thùng chứa đó, một thùng chứa rỗng lên trên cái cảm biến lực. Thì nếu ta gọi hàm the như thế này thì có nghĩa là reset là về bằng không, tức là khi mà có cái bông cái tạm gọi là cái thùng đi, thì dùng hàm the này tức là toàn bộ đó sẽ là không đó. Và sau đó ta chỉ cần đường điền điền đầy vào trong cái thùng chứa đó, và sẽ đạt được cái khối lượng của cái chất mà nó điền đầy vào. Rồi à, phần này nó nói về cái hàm mà power down à, tức là nó ở chế độ ngủ á. Ta nói sơ qua thôi, rồi các bạn chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Còn cái phần này á, nó nói về cái vấn đề mà cái hàm để mà thiết lập cái độ lợi. Ở trong đây á thì cái HX711 á, nó có hai cái kênh là kênh A và kênh B. Thì kênh A là nó có thể lập trình với 126, 128 hoặc là 100 hoặc là 64 à, thì tương ứng với cái hiệu điện thế á, nó nằm trong khoảng là cộng trừ 20 mV hoặc là cộng trừ 40 mV. À, nói chung á thì trong cái thư viện này nè, nó dùng cái độ lợi là 128 ha. Trong cái giá trị mặc định của thư viện là 128 ha. Thì đây với cái kênh A với cái giá trị độ lợi là 128. Chúng ta sẽ đi tiếp cái phần kế tiếp. Những cái đây là nói về vấn cái hàm set set gain để làm gì, cái hàm set value để làm gì, và cái hàm get unit là lấy đơn vị đó, à, là lấy đơn vị lấy giá trị là dùng để làm gì. Còn phần kế tiếp tôi nói về cách để mà calibrate cái cảm biến lực. À, bây giờ đầu tiên á là ta sẽ gọi cái hàm set scale này mà không thông số. Sau đó chúng ta sẽ gọi tiếp dùng tiếp cái hàm the này mà không có thông số gì cả, tức là bằng không. Rồi kế tiếp là đặt một cái vật nặng lên trên cái cảm biến lực và dùng cái hàm get unit 10, tức là đọc 10 giá trị đó. Sau đó mới chia cái giá trị ở bước số 3 cho cái giá trị bạn đã biết, tức là ví dụ như ta đọc giá trị ở đây nè, xong rồi ta chia cho giá trị đã biết. Giá trị đã biết là ta có một cục chuẩn đi kèm theo với cái cảm biến lực, thì cái cục chuẩn đó là 50 gram chẳng hạn. Thì ta lấy cái giá trị đọc ở đây ta chia cho 50 gram, rồi bắt đầu á, mới lấy cái giá trị mà chia được rồi nè, ta mới đưa ngược vô vào cái hàm set scale. Bạn nên là lấy cái thông số đó mà bạn cần để mà đưa vào cái hàm set scale. Thì có thể là chúng ta khi đưa vậy đó, nó phải chỉnh chút xíu nữa, chỉnh chút cho cái hàm này nó bằng. Ví dụ như tại vì ta chia ra nhiều khi nó lẻ, thì ta phải chỉnh lại thông số để mà ta cảm thấy là khi khi mà cân á, nó là đúng nhất, nó là chính xác nhất, không? Thì là bước thứ năm là điều chỉnh cái thông số trong bước 4 cho tới khi mà đọc được giá trị chính xác. Thì phần này là nói về cái vấn đề mà thư viện ha, để mà chúng ta hiểu rõ hơn, ta ứng dụng cho cái phần đo cảm biến lực của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip này, và hẹn gặp lại ở những clip kế tiếp.